Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Xảy ra năm 480 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là năm thứ tư của Salomon trị vì trên Israel. Nhằm tháng Sip, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất đền của Đức Giê-hô-va. Cái đền mà vua Salomon cất cho Đức Giê-hô-va bề dài có 60 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 30 thước. Cái hiên cửa ở trước đền bề dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song, khuôn cây. Người cất những tầng lầu dựa vào vách tứ phía đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh, cũng làm những phòng chung quanh đền. Tầng dưới rộng 5 thước, tầng giữa rộng 6 thước và tầng trên rộng 7 thước. Vì vua cất sụt lui các vách vòng ngoài nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền. Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Cửa vào các phòng tầng thứ nhì ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên tầng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ tầng giữa lên tầng thứ ba. Khi cất đền xong thì Salomon lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ bá hương, cũng cất những tầng lầu cao 5 thước dựa vào tứ phía đền, dính với nhà bởi cây đà bá hương. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: Về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, nói theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Ấy vậy, Salomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần, và lót nền đất bằng ván cây tùng. Từ cuối phía trong đền 20 thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương, từ nền cho đến trần, đặng làm nơi chí thánh. Còn 40 thước kia làm tiền đường của đền thờ. Ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình dưa ác và hoa mới nở, toàn là gỗ bá hương, không thấy đá. Còn nơi chí thánh, Salomon đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đặng để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phía trong nơi chí thánh có 20 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 20 thước bề cao. Người bọc nó bằng vàng ròng và cũng bọc vàng bằng thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng ròng tuồng trong của nhà và lấy xiềng vàng giăng trước nơi chí thánh và bọc bằng vàng. Người cũng bọc vàng toàn cả nhà, người cũng lót vàng khắp mặt bàn thờ ở đằng trước nơi chí thánh. Người làm cho nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive bề cao 10 thước. Cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có 5 thước, thế là 10 thước từ chót cánh này tới chót cánh kia. Cherubim thứ nhì cũng có 10 thước. Hai cherubim đều đồng một cỡ và một dáng với nhau. Cherubim này có 10 thước bề cao và cherubim kia cũng vậy. Salomon để hai cherubim tại nơi chí thánh ở trong cùng của đền. Cánh xòe ra thế nào cho một cánh của cherubim thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của cherubim thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi chí thánh. Người cũng bọc vàng cho hai cherubim. Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây chà là và hoa nở, cũng phủ đất nhà bằng vàng bề trong và bề ngoài. Tại chỗ vào nơi chí thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ olive, thanh và cột choáng một phần năm của mặt tiền.
người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên hình cherubim và hình cây chà là. Về cửa đền thờ, người cũng làm cột bằng gỗ olive, choáng hết 1/4 của vách. Lại làm hai cánh cửa bằng gỗ tòng, mỗi cánh có hai miếng trám khép lại được. Salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên các vật chạm trổ. Người xây tường hành lang phía trong bằng 3 hàng đá chạm và 1 hàng cây xà gỗ bá hương. Năm thứ 4 nhằm tháng Xiếp, cái nền của đền thờ Đức Giê-hô-va đã đặt. Năm thứ 11 nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng 8, đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra. Salomon cất đền hết 7 năm. Chương 7. Salomon cũng cất cung điện mình, xong mọi việc trong 13 năm. Người lại cất cái cung rừng Liban, bề dài 100 thước, bề ngang 50 thước và bề cao 30 thước, đặt trên 4 hàng cột bằng gỗ bá hương, có những sàn ngang bằng gỗ bá hương để trên những cột. Trần của các phòng bởi cột chống đỡ, số là 45 cây, 15 cây mỗi dãy, đều đóng bằng ván gỗ bá hương. Có 3 dãy phòng, cửa sổ đối ngang nhau, hết thảy cửa và cột đều vuông, và các cửa sổ của 3 dãy phòng đều đối mặt nhau. Người cất hiên cửa có trụ, bề dài 50 thước và bề rộng 30 thước. Trước hiên này có 1 hiên khác cũng có trụ và bực. Salomon cũng xây hiên để ngai, là nơi người xét đoán, và gọi là hiên xét đoán, rồi dùng ván gỗ bá hương lót từ nền đến trần. Cung của Salomon ở trong sân thứ nhì phía sau cửa hiên cũng xây một cách giống như vậy. Cũng xây cho con gái Pharaoh mà Salomon đã cưới một cái cung như kiểu của hiên này. Các cung điện này đều xây bằng đá quý, đục theo thước tấc, cưa xẻ hoặc bề trong hay bề ngoài, từ nền đến cổ bồng cây cột và cho đến vách cửa sân lớn đều cũng vậy. Cái nền thì bằng đá quý và lớn, có hòn thì 10 thước, hòn thì 8 thước. Trên các nền này lại còn những đá quý đục theo thước tấc và gỗ bá hương. Vách hành lang lớn, tứ vi, có 3 hàng đá chạm và 1 hàng cây đà bằng gỗ bá hương, y như hành lang phía trong của đền Đức Giê-hô-va và y như cửa hiên đền. Vua Salomon sai người đòi Hiram ở Tyre đến. Người là con trai của một đàn bà quá về chi phái Nephtali, còn cha là người Tyre làm thợ đồng. Hiram đầy sự khôn ngoan, thông hiểu, có tài làm các thứ công việc bằng đồng. Người đến vua Salomon và làm mọi công việc người. Người làm 2 cây trụ bằng đồng. Cây thứ nhất cao 18 thước và 1 sợi dây 12 thước đo bề tròn của cây thứ nhì. Người đúc 2 đầu trụ bằng đồng, đặt nó trên chót trụ. Bề cao đầu trụ này là 5 thước, bề cao đầu trụ kia cũng là 5 thước. Những mặt võng xe lại và những dây hoa chéo như dây chuyền nhỏ trang điểm đầu trụ đặt ở trên chót trụ. Có 7 dây hoa cho đầu trụ này và 7 dây hoa cho đầu trụ kia. Hiram vấn chung quanh mặt võng này 2 hàng trái lựu đặng trang sức cho đầu trụ này và cũng làm như vậy cho đầu trụ kia. Những đầu trụ ở trên các cây trụ trong hiên cửa đều có hoa huệ ở chót cao 4 thước. Những đầu trụ ở trên trụ nảy ra liền thân trên nơi bầu bên phía kia mặt võng. Có 200 trái lựu sắp 2 hàng vòng chung quanh 2 đầu trụ. Hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ. Người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là Gia-kin. Đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là Bô-ách. Trên chót trụ thì chế hình hoa huệ. Công việc làm những cây trụ đều hoàn thành là như vậy. Người cũng làm biển đúc hình tròn cao 5 thước. Từ mép này đến mép kia có 10 thước, 1 sợi dây 30 thước đo vòng tròn của nó.
dưới mép biển có hai hàng dưa ác vây chung quanh, cứ mỗi thước 10 trái, đúc liền một với biển. Biển để kê trên 12 con bò, ba con hướng về bắc, ba con hướng về tây, ba con hướng về nam và ba con hướng về đông. Biển thì đặt trên lưng các con bò ấy, và phía sau thân con bò đều xây vào trong. Biển dài một gang tay và mép làm giống mép chén và cách như bông huệ, nó đựng 2000 bát. Người cũng làm 10 viên tán đồng, mỗi viên 4 thước bề dài, 4 thước bề ngang và 3 thước bề cao. Các viên tán làm cách này, có những miếng trám đóng vào khuôn. Trên các trám đóng vào khuôn này có hình sư tử, bò và cherubim. Nơi triên trên cũng có như vậy. Còn nơi triên dưới sư tử và bò có những dây hoa thòng. Mỗi viên tán có 4 bánh xe đồng với cốt đồng, và nơi 4 góc có những cái đế đúc để chịu cái chậu và những dây hoa ở bên mỗi cái đế. Giữa viên tán trên đầu trụ có một miệng tròn sâu 1 thước và rộng 1 thước rưỡi. Cái miệng này cũng có hình chạm trổ. Còn các miếng trám thì vuông chứ không phải tròn. 4 bánh xe đều ở dưới những miếng trám, và các cốt bánh xe thì đóng vào viên tán. Mỗi bánh xe cao 1 thước rưỡi. Bánh làm như bánh của cái cổ. Trục, vành, căm và tum nó đều đúc cả. Có 4 con bọ ở nơi 4 góc của mỗi viên tán và liền với tán. Đầu viên tán hình tròn nhọn và cao 1/2 thước. Nó cũng có biên và trám. Trên mặt biên và trám của đế, tại nơi trống của mỗi biên và trám chừa ra, Hiram chạm những cherubim, sư tử, cây chà là và dây hoa chung quanh. Người theo kiểu này mà làm 10 viên tán, đúc một thứ một cỡ và một dáng với nhau. Người cũng làm 10 cái thùng bằng đồng, mỗi cái chứa 40 bát. Mỗi thùng có 4 thước và để trên một tán của 10 cái tán. Người sắp đặt tán như vậy: 5 cái về bên hữu đền và 5 cái về bên tả. Còn biển, người để nơi bên hữu đền về hướng đông nam. Người cũng làm chảo, vá và ảng. Vậy, Hiram làm xong mọi công việc cho Salomon trong đền của Đức Giê-hô-va, tức là 2 cây trụ, 2 đầu trụ tròn trên đỉnh trụ, 2 tấm mặt võng bao 2 đầu trụ tròn luôn với đỉnh trụ, 400 trái lựu sắp 2 hàng vòng chung quanh mặt võng bao 2 đầu trụ tròn nơi đỉnh trụ, 10 viên tán và 10 cái bồn trên tán, biển đúc nguyên miếng một và 12 con bò để dưới biển, chảo, vá và ảng. Các khí dụng này mà Hiram làm cho Salomon trong đền Đức Giê-hô-va đều bằng đồng đánh bóng. Vua biểu đúc các vật đó tại đồng bằng Giô-đanh, trong một nơi đất sét giữa Su-cốt và xác than. Salomon không cân một món nào trong các khí dụng ấy, bởi vì nhiều quá, người không xét sự nặng của đồng. Salomon lại làm những khí dụng cho đền Đức Giê-hô-va là bàn thờ vàng, những bàn bằng vàng để bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng đặt trước nơi chí thánh, 5 cái ở bên hữu và 5 cái ở bên tả, cùng hoa, thép đèn và cái nĩa bằng vàng, những chén, dao, chậu, muỗng và đồ đựng tro bằng vàng ròng, những chốt cửa hoặc dùng cho cửa của nhà phía trong hoặc nơi chí thánh, hay là dùng cho cửa của đền thờ thì đều bằng vàng. Các công việc mà Salomon làm cho nhà Đức Giê-hô-va đều được hoàn thành là như vậy. Đoạn Salomon sai đem các vật mà David cha người đã biệt ra thánh, tức là bạc, vàng, các thứ khí dụng, và để trong kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Chương 2. Lúc ấy, Sê-sa Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình, khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David,
Cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilê lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ." Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người." Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: "Hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cưu hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền." Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài." Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: "Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ." Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái A-xe, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilê. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về,
Con trẻ là Giê-xu ở lại thành Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. Hỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chương 3. Năm thứ 15 đời César Tiberius, khi Bôn-sơ-phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconit, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilen, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp-têm rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cây búa đã để kề gốc cây, hãy cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu phép báp-têm. Họ hỏi rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là đấng Christ chăng. Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod vua chư hầu đã bị Giăng can gián về việc Herodia vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt Giăng bỏ tù. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp-têm. Ngài đứng cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li, Hê-li con Mát-tác, Mát-tác con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Giô-sép, Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum,
Nahum con Ekli, Ekli con Nagi, Nagi con Ma'ác, Ma'ác con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Yosek, Yosek con Yoda, Yoda con Yoanan, Yoanan con Resa, Resa con Zerubbabel, Zerubbabel con Salathien, Salathien con Neri, Neri con Minki, Minki con Adi, Adi con Kosam, Kosam con Enmadan, Enmadan con Ere, Ere con Yesu, Yesu con Eliezer, Eliezer con Yurim, Yurim con Matthak, Matthak con Levi, Levi con Simeon, Simeon con Yuda, Yuda con Yosef, Yosef con Yonam, Yonam con Eliakim, Eliakim con Melea, Melea con Menna, Menna con Mattatha, Mattatha con Nathan, Nathan con David, David con Jesse, Jesse con Yobed, Yobed con Bo-o, Bo-o con Sala, Sala con Na-ashon, Na-ashon con Aminadab, Aminadab con Akmin, Akmin con Aroni, Aroni con Ekrom, Ekrom con Phare, Phare con Judah, Yuda con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Serup, Serup con Ragao, Ragao con Phalek, Phalek con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abakshak, Abakshak con Shem, Shem con Noe, Noe con Lamech, Lamech con Matushelah, Matushelah con Henoch, Henoch con Yared, Yared con Meleleen, Meleleen con Cainam, Cainam con Enoch, Enoch con Shet, Shet con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Thi Thiên 95. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Massa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm, ta gớm ghiếc dòng dõi này. Ta phán rằng, ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhưng đó ta nổi giận mà thề rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.